cảm ơn thầy Nguyễn Giang rất nhiều ạ. Thầy Giang ơi, thầy Giang xin lên trên đây một tí nha. Tiếp xúc với tất cả các thầy cô ở trường Neo Kids thì Lan đặc biệt ấn tượng với thầy Giang, bởi vì thầy còn rất là trẻ mà tiếp xúc với thầy rất là vui tính, mà đặc biệt lại là rất hay cười nữa. Cho nên là cho nên là chắc là sẽ rất là phù hợp khi mà giảng dạy cho các em nhỏ, sẽ tạo không khí rất thân thiện. Thầy Giang cho Lan hỏi một chút là vì sao lại quyết định lựa chọn là giảng dạy ở trường Neo Kids? Cảm ơn. Thực sự ra là khi mà em đến với trường Neo Kids này rất là tình cờ, là do một người bạn của anh Kỳ Anh giới thiệu, một người chị. Khi mà em lần đầu tiên nói chuyện với anh Kỳ Anh thì anh Kỳ Anh là cho em training vô một cái lớp nền tảng. Thực sự ra là lúc đó em cũng chưa có gọi là hẳn là thích thú với công việc giảng dạy nhạc cho lắm. Nhưng mà dần dần thì các bé ở đây và cái cách làm việc cũng như là cái không khí ở đây làm cho em cảm thấy là cái công việc trở nên nó thú vị hơn. Và cái những người đồng nghiệp và các anh ở đây em rất là quý mến. Anh Kỳ Anh và anh Long, anh Linh và cả anh Tiến là một những người đồng nghiệp, những người anh và thực sự ra là những người bạn của em nữa. Nhất là bác Thanh là mẹ của anh Kỳ Anh, và là em rất là quý mến bác luôn truyền thụ kinh nghiệm cho em, cho nên em quyết định là cống hiến nhiều hơn cho cái công việc giảng dạy của mình nói chung và cũng như là Neo Kids nói riêng. Theo như kinh nghiệm của bản thân Lan thì giảng dạy cho các em nhỏ thì sẽ có rất là nhiều những cái niềm vui, nhưng mà cũng có những cái tình huống rất là hài hước. Ấn tượng của Giang đối với các em nhỏ ở trường Neo Kids như thế nào ạ? Có quậy lắm không ạ? Nói chung là con nít mà chị. Nói chung là có những lúc rất là quậy và có những lúc rất là ngoan, mà cũng rất là thấy thương nữa, dễ thương nữa chị. Kỷ niệm thì có rất là nhiều, từ cái lúc mà em training cho đến bây giờ. Em còn nhớ là có nhiều lúc em còn dạy rất là nhiều học sinh, các học sinh đến học thử rất là nhiều. Có một lần em còn học, em còn dạy chung một bé đó, mà thực sự ra là bé đó còn học học chung với bạn của em nữa. Nên là cái lúc đó là có những điều rất là trùng hợp, rất là vui, thì em cảm thấy là nói chung là bây giờ em cảm thấy là nhiều kỷ niệm quá thì không biết nói cái kỷ niệm nào cả. Nên là em chỉ có cái cảm giác là cái trường môi trường Neo Kids này là một môi trường rất là tốt để cho các bé phát triển cái khả năng âm nhạc của mình. Cảm ơn thầy Giang rất là nhiều.